Thương lắm hồn quê một cõi. Gần ba thập kỷ, kể từ những bước chân đầu tiên đầy lạ lẫm, ngỡ ngàng, đặt trên đất của một đô thị thuộc loại lớn nhất, phát triển nhất, nhưng cũng ồn ào nhất của đất nước này. Người xưa đã thực sự rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Vì thế, cái yên bình êm ả cùng nỗi hạnh phúc ngập tràn của tuổi thơ trăm yêu ngàn nhớ chốn quê nhà không bao giờ thôi xốn sang, thôi thổn thức. Càng bị mọi thứ bộn bề, lo toan, tất bật, đối phó, đối nhân, vân vân, lấp đầy tứ phía, càng làm người xưa nhớ quê mình da diết. Nhất là những lúc bị dồn ép, bị đè bẹp, bị những cú đấm trời giáng vào sự sống, tình yêu mà quê hương dành cho mình và mình dành cho quê hương cứ trỗi dậy, cứ cồn cào đau đáu. Từ bao giờ hồn quê đã chảy trong huyết quản đời mình. Nhưng thật bẽ bàng, thật xót, ngày nay chốn quê nhà đã một thời ru dứt tuổi thơ không còn nữa. Quê hương bị đô thị hóa quá nhanh, nhanh đến ngỡ ngàng, đến chóng mặt. Người ta nói đất lành chim đậu, nhưng chim đậu nhiều, đất chẳng còn lành. Nếu ngày xưa quê hương nổi tiếng cây trái miệt vườn, thì ngay hiện tại có lẽ nó chỉ nổi tiếng với những căn nhà tạm bợ gọi là nhà trọ, đón nhận hàng hàng lớp lớp người lũ lượt từ khắp mọi miền đất nước đổ về để tìm kế sinh nhai. Những anh chị em xa quê này phải sống bằng đủ mọi loại nghề thượng vàng hạ cám, nhiều nhất là làm công nhân trong các nhà máy, các khu công nghiệp. Bởi đón nhận quá nhiều người, quá nhiều thành phần xã hội, an ninh trên chốn quê trở thành phức tạp. Tệ nạn xã hội ngày càng nhiều, có mặt ở mọi ngóc ngách. Ngày xưa, nhà thưa thớt, nhà cách nhà bằng một khoảng vườn rộng, rộng đến ngút mắt mà sao không ai sợ bất cứ điều gì. Có những căn nhà nằm giữa vườn cây âm u trầm mặc quanh năm, không cần đóng cửa, chỉ có tấm phên che hờ hững cản bớt gió lùa mỗi đêm. Vậy mà sau giấc ngủ cứ ào về không gợn một chút nỗi sợ nào. Còn bây giờ, nhà nào cũng hết cửa trong đến cửa ngoài, cửa nào cũng khóa thật chặt, vẫn không khỏi nơm nớp âu lo. Khi người ta khóa chặt cửa nhà, vô tình người ta cũng đang khóa chặt lòng mình. Tình làng nghĩa xóm biết biến đi đâu? Nhà nhà đóng cửa, vì thế người người xa cách. Nhà nhà đóng cửa, người người nhốt mình như ở nhà giam. Cũng phải thôi, hàng xóm của mình gọi là hàng xóm, nhưng biết ai quen ai lạ. Tự giam mình là phương cách tốt cuối cùng để bảo vệ sự an nguy của chính mình. Người xưa vẫn thường về thăm quê. Bình thường, người con trở về chốn xưa sẽ vui mừng, sẽ thấy lòng mình khoan khoái. Nhưng sau mỗi lần đứng trên mảnh đất nặng trĩu nghĩa tình ấy, chính là mảnh đất quê hương, người viễn xứ lại cứ nhớ quê mình da diết, nhớ đến lạ lùng, nhớ đến nao lòng, nhớ đến quặn thắt một niềm đau khó tả. Tình quê hương của một thời đã qua như bầu trời ký ức giằng xé, làm đau cõi hồn khi phải chứng kiến sự lạ lẫm vô hồn của hôm nay trinh chính nơi chôn nhau cắt rốn.
người bản xứ đã yêu quá quê nhà, yêu như yêu từng sợi tóc, từng thớ thịt, từng giọt máu lưu chuyển khắp châu thân. Chính vì yêu, xúc động cứ tràn về không kìm nổi. Dù bị mang tiếng là kẻ hoài cổ, nhưng phải thôi, đành chịu. Bởi biết bao nhiêu lao tác dọc đường đời, đã chạm phải nhiều thử thách, có lúc đớn đau rát buốt, có lúc như chồm chân mỏi gối. Người con xưa trở lại, muốn tìm đến chiếc võng tre xưa, nằm đu đưa dưới gốc cây mát rượi, hay khoác những bụng nước ngọt ngào dưới con mương xanh có bầy cá rô tung tăng bơi lội, để rửa khuôn mặt nhiễm bụi đời, mong khuây khỏa tâm hồn, mong được loại bỏ những căng thẳng, mong chút gió đồng quê lướt nhẹ da người để cảm nhận sự an lành thanh thản. Nhưng không còn có thể nữa rồi, tất cả đã lùi vào quá khứ. Quê mình, một cõi quê yêu dấu, chỉ còn trong miền kỷ niệm. Câu chuyện về cây trái miệt vườn một thời nổi tiếng đã sớm trở thành dòng cổ tích, để ngày mai khi kể lại cho thế hệ đời sau, người quê sẽ chỉ bắt đầu bằng hai tiếng ngày xưa. Nghe sao cổ họng đắng đót, ngậm ngùi và tiếc xót.